em đang có mặt tại số 199 Phan Văn Hớn, phường Tân Thế Nhất, quận 12. Thì có một người chú gọi điện cầu cứu đi Lê, nói là muốn giao cho anh mấy bé chó. Thì như cả nhà mình cũng biết rồi đó, người hai vợ chồng người chú này là thường xuyên cứu các bé chó bị mấy thằng bắt chó chở đi mua chó dạo cả nhà. Và những bé chó lang thang ngoài đường hay là bị bỏ rơi thì vợ chồng cô chú đều cứu hết và mang qua cho Lê nuôi. Thì bây giờ em mời cả nhà cùng em tới gặp vợ chồng cô chú này để hỏi về hoàn cảnh của các bé nha cả nhà. Có cả nhà, chú đang dắt hai bé ra cả nhà. Chú khỏe không? Con không quay mặt đâu. Con không quay mặt chú đâu. Trời ơi, con đứng chờ nãy giờ kêu Thi Lê điện, chú nó không điện hả? Chú chờ, Thi Lê nó có điện đâu. Rồi cái cô chú cục con chờ lâu quá, con mới kêu nó nhắn số chú qua con điện. Sợ rồi hai bé này làm sao chú? Trời ơi, hôm qua không chở vô. Trời ơi, lại là mấy thằng mua chó dạo nữa hả? Cái thằng già đó mua mối luôn rồi. Trời ơi. Chú nó chở vô, hôm bữa nó chở vô con chú đi làm, nó bán cho nhỏ kia 1 triệu mấy luôn. Dạ. Nhỏ nó kể, nó lên cái tay luôn. Là hai bé luôn? Không, cái kia, còn qua nó chở vô là chú mua con này 600, con này 800. Dạ. À, là bé này là hôm qua nó chở hai bé vô luôn? Ừ. Một bé 600, bé 800. Chú mượn 600 nhỏ này. Dạ. Còn đây mua 800 thiếu 50. Mua mối luôn á. Giờ riết bây giờ là con thấy như nó có chó rồi, nó chở vô cho chú cứu. Đúng à. Rồi. Thì cũng được đi. Nhưng mà kệ thì chú, con thấy tính chú giáo không nghĩ mà. Ừ. Chứ không có mắt. Chạy là, nói chuyện chạy đó, nói là cái thằng cha mua bán chó này nè, là chú á, nó còn có đó. Một chút lương tâm. À. Theo con nghĩ là còn có chút lương tâm đó. Không có lương tâm đâu, chẳng qua bán lời nhiều quá, vô lừa mẫu thì không có nhiêu hết. À vậy hả? Ừ, không có lương tâm đâu, cái mặt con cha nó không có lương tâm. Tại đâu. Bé này 600 mà tính là vô lừa mẫu đâu quá, nó giá 600. Con 2 triệu. Hai con 2 triệu. À, ông nói đủ má nè, tôi nói thật thiệt. À, chó thịt chó này kia tôi rành ra, ký hết á. Dạ. Ông mua con này giỏi lắm, chừng đủ má 300 ngàn, ông dạ. Mua con này 400 ngàn, ông bán hai con 2 triệu. Bây giờ tôi trả giá một thôi, con này 700, con kia 600. Ổng độ ổng kiểu bán con kia 600, con này ổng kèo này 800 ngàn. Kèo này ổng 800 ngàn luôn. Thiếu 50 luôn, mua mối luôn. Dạ. Tại thì con thấy mà con biết mà, tại con xuống dưới chỗ cô chú nhiều lần rồi. Cô chú à tàn cứu những bé ở trong mấy thằng bắt chó chở lò mổ. Chú sợ con vô cổng chó sủa, chú nuôi 5-6 con cổng. Dạ. Ừ. Con biết mà, con đứng đây chờ nó ổng vô. Ủa, chó chú nuôi hả? 5-6 con cổng. Dạ. À, bé này bị nè, viêm ai, da ai bỏ đói á, rồi cho nó ăn qua giờ ăn nó luôn nè. Trời ơi, sao nó mừng chú vậy, mới qua giờ luôn á, mới hôm qua nó mừng chú giờ chú là chủ lâu rồi chứ á, không biết. Trời ơi có thầy chú á, nó hay lắm. Ừ. Nó có linh cảm hay lắm. Bởi nó vậy? Biết chú cứu nó. Đứng lên nè, mất ai đứng lên. Trời ơi, mới hôm qua mà tưởng như lui lâu lắm rồi á. Không biết hết á, còn dạ. Nó biết mình cứu thương nó. Ừ. Bé này còn nhỏ nè. Ừ, không, chắc cái loại hết lớn rồi. Ông ý con nói là cái tuổi nó còn nhỏ. Ừ. Chú. Không, con nào cũng non hết đó, tại con này người ta nuôi người ta bỏ dơ quá, nó ghẻ thôi chứ còn non hết rồi. Nói chung cái này là nuôi không có chăm sóc. Ừ. Đó, hôm qua anh nó lòi xương luôn, chú cho ăn qua giờ mà nó tròn tròn lại hả? Con nghẹt quá trời. Hôm qua nó dơ lắm, sình không chú tắm sơ. À, chú tắm rồi luôn á hả? Không, tắm sơ thôi, hôm qua nó gừ ghê quá. Xin không à, rồi chú cho hai bé ăn uống nó ổ bình thường chứ. Rồi, ai bình thường à, ăn ngon luôn á. À, bình thường à, ok, con nè, thấy bé này. Con này lồi xuống luôn nè, nằm trong lòng nó xỉu luôn. Rồi. Nè, con này đói á. À, tức là chủ nuôi không cho ăn. Đúng rồi, rồi bỏ lòng thằng già này nó chở xa quá rồi đói. Chạy nước miếng luôn mà. Là cái ông đó, ổng thường mua, con nghĩ chắc là chạy xa mua về chứ không mua gần đây đâu. Mua mà hôm qua đừng quay ông, nó thôi đừng quay tôi. Bộ ông mua chó ăn cắp người ta ông sợ. Đúng rồi. Đó, trời ơi, may mắn nha, may ngắm được rồi chú nha. Không gặp được chú coi như là hôm nay là làm mồi cho tụi nó nhậu rồi. Chú mồi đây ăn biết. Dạ, thì chú thấy không, con không quay mặt chú yên tâm. Đây, ở đây không có
con nói đã đây biết nhà chú mướn rồi, nhưng mà sao khác á, tại tụi con tôn trọng. Đúng mới nhìn có những người mua cho con đăng mặt. Ủa lên mà con chó Rim Giang bữa về nó có ai mạnh không hay sao? Mạnh chú, thì là chữa hết luôn á. Nhưng mà giỏi ha, mà mấy cái con mà con nhận chú là nó có khỏe, nó khỏe nó chú. Ừ rồi, đẹp ghê không nè, con này đẹp ha, con đen là đẹp ha chú. Ở ha đây, vậy chú nhiều quá trời. À tức là ở nhà bây giờ chú nuôi 5 bé rồi. Bữa nào rồi chú dẫn cho nếu nếu mà thực chất mà ít thì chú cũng nuôi thêm. Hai cái lồng bên đây ba con, hai lồng bên đây ba. Dạ. Ba con là 6, ở trong 4 con. Tại nhiều khi nhiều quá sợ mình lo không sợ các bé. Hai lồng chú thì cũng lớn tuổi rồi. Ừ. Sợ lo không sợ em á. Sao vậy? Sáng sao người ta lấy lợi rồi. Sao vậy? Người ta lấy nhà ta bán. À bây giờ chú đi đâu, tính dịch đi đâu chưa? Chưa biết nữa, chó mèo nhiều quá, mướn thì người ở thì nhiều quá. Dạ. Nhưng mà giờ người ta lấy lợi là nuôi chó nuôi mèo người ta không cho. Đúng rồi, nhiều nhiều người ta không thích mình nuôi chó nuôi mèo. Còn ở đây người ta quen rồi, người ta biết rồi. Trời ơi, lại cực nữa, mỗi lần dọn nhà là quải lắm chú. Tháng mấy người ta lấy nhà lại rồi. Con à, chú có đặt tên này cho nó chưa? Chưa. Kêu đại nó con vàng, nó lẹn vàng vàng. Mực à, mực cái này con mực cái lanh nè. Mực mất không đây anh chú ơi, con lạ nó sổ luôn á. Đó đó, cha kia người ta nói thôi, bây giờ tôi đưa là 600 đưa tôi nuôi, chú chờ nó về ăn thịt chú không đưa ở đây á chú. Ừ. Thằng kia rồi nó nói đem mày nuôi đây hay nuôi đâu, nó đem bên kia nó. Ủa bây giờ con nói thiệt nha, đi con thì cũng xuống chợ của chú về bên Trại Thiên nhiều lần rồi. Ừ. Bây giờ chú giao cho các bé Thi Lê thì chú không sợ Thi Lê bán lò mổ hả? Đúng rồi. Không không, cái đó con hỏi thiệt không. Nó quay lên nó tàn là mấy con chó nó cũng giái nam mô vô Phật, mà nghĩ sao mà nó ác mà đi bán cho lò mổ. Tại con nói chú nghe, thời gian gần đây có một Thi Lê là chắc cú nhất luôn á. Một số thành viên thành phần xấu á là nói Thi Lê là bán chó lò mổ. Mấy thằng đó, mấy thằng lao bữa đăng lên nói là chú biết rồi. Con vợ nó đăng lên nói là bây giờ Thi Lê vợ chồng giả tạo rồi đăng lên để kiếm tiền, rồi chó bán thịt chó đồ, nó nói gì cái mẹ đó. Còn nè, bán thịt chó là đâu chứ mình quá á. Dạ. Mình quá bán nguyên một trại chó vậy đó. À, nói chung là chú tin tưởng thì đưa thực tố luôn đúng không? Thì con hỏi chú vậy đó. Ừ, đây nè. Thằng Tâm đây nuôi sình không, chú đưa cũng 6-7 con rồi đó. Dạ. Mà bây giờ thấy nó nuôi sình nó giờ chạm tùm lum hết á. Chú không đưa nữa. Trời ơi. Thôi đi về nha con. Đi về ba Thi Lê nha. Còn nè. Ơ chú con mực rồi, nó cảnh giác ghê không? Con lạ đổ đụng có được đâu. Nó khôn sợ chú. Dạ. Thôi thì con cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi cô chú, nữa chú cũng cảm ơn hai con để săn sóc cho bé đi, bởi vì chú cũng giống như là người con tái sinh hai bé lần nữa rồi. Bởi vậy coi như là hôm bữa giờ chú giao chó con là mua con già đó. Con ở đây ăn biết thì con nói chú bây giờ chú không cứu bé thì bây giờ mà là tối nay là làm thịt rồi đó, thì giống như một người tái sinh tụi nó nữa rồi. Mà chú ơi, tụi nó biết không, mới có một ngày giống như chủ lâu lắm rồi đó. Hôm qua chú điện là chú vừa cứu luôn á. Dạ. Vừa cứu luôn á. Trời ơi, nãy giờ con đi á, con chú mưa cũng 3-4 lần á. Ở đây nó không mưa chứ, ở đây nó mưa. Thi Lê. Mà ở đây là con chờ, trời ơi. Thì à, con Thi Lê nó xuống nó điện chú. Dạ, con không có số điện thoại chú. Thì trước khi tới gần tới đây á, con kêu là Thi Lê con điện cho chú đi. Thì con có đứng lên con chờ thôi. Chờ lâu quá không thấy, con thôi giờ đưa số điện thoại cho con điện. Bây giờ con hạ chuồng xuống hay là con để chuồng về chú ẩm vô? Ẩm vô đi. Dạ rồi, thì bây giờ để con nghỉ nha. Từ từ. Ông bán thiếu 50 ngàn, chú trả 750 nó ổng bán. Ông nói cho thêm 50. Ý chú sợ người ta nói chú là đại gia. Đúng rồi. Mình nghèo thiệt nhưng mà mình nhìn thấy tụi nó vậy mình không chịu được, bắt buộc phải cứu. Đó chú ẩm nó giùm con đi ha. Để ăn chở các bé về, chờ cũng gần mưa rồi. Con qua mấy ấm ở giỏi nha con nha, coi qua bệnh có bạn chơi nha. Trời ơi thương qua quá hả. Ba cứu con đó. Ba thương nha, con đi á hả. Mừng quá trời à. Nha, qua mấy ấm vui nha con. Thôi, ba biết rồi, đi đây. Đây đơn giản, cầm cho chú. Vàng con. Đi con nha. Nếu bà ấm lên nha. Thôi, bà ấm con lên nha. Qua mấy ấm ở nha con, nha. Qua mấy ấm ở. Giờ chú khép cái cửa chuồng vô cái. Lấy xe xích ra khép cửa chuồng. Không sao đâu. Không sao, con qua mấy ấm ở mà. Qua bển ăn. Không ai hại con đâu. Nha. Không hại con đâu. Qua bển là vui với anh chị em ở bển nha. Chú thương con mà. Nha không, chú thương con nghe không? Giờ chú đóng cái chuồng đỡ chứ đi. Thì chú cầm cái này. Rồi bây giờ con cầm này chú bỏ vô. Nha con nha, qua mấy ấm ăn giỏi nha con, chú thương con mà. Đâu có hại con đâu, ba cứu con qua đó nghe không? Nghe không? Giờ con qua mấy ấm ở chơi với mấy bạn vui lắm nha con, nghe không? Nghe không con? Chứ ba nuôi nhiều quá rồi con, nghe không? Đây nhiều muốn ra đuổi lên đuổi xuống nè.
Tại nuôi nhiều thì xã không lo được chứ, bé ăn mà đầy đủ. Nha con. Nha quay má mãi nha con nha. Nha bà thương nè, bà thương mà con không có hại con đâu. Nha. Dạ. Đi con lấy cái chừng kẹp kẹp cái chừng. Rồi chỉ tháo sợi xích đi cho con đi. Thôi con. Nha quay má mãi nha con. Thôi nha, dễ ba Thi Lê nha, không gì sợ nha. Bà ăn cho nhiều nha, mạnh giỏi nha con nha, qua bệnh vui lắm. Chứ không có hại con đâu, chú không có hại con đâu. Nha, qua bệnh ở, con qua bệnh ở nha. Ở cho vui, có bạn chơi vui lắm. Thôi thôi, vậy là con cảm ơn chú nha.